tự bịa chuyện thương tâm để lừa đảo tài sản. Theo Zing News, chiều ngày 28 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Cao Lãnh bắt quả tang Đỗ Minh Hậu, 29 tuổi điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hậu bị bắt quả tang khi đang rút tiền từ tài khoản, khám xét phòng trọ Hậu đang thuê ở thành phố Cao Lãnh, cảnh sát đã thu giữ số tiền 700 triệu đồng. Qua làm việc, Hậu khai nhận từ đầu năm đến nay đã lấy hình ảnh trên mạng, sau đó tạo tài khoản Facebook tên Nguyễn Phương Nga. Hậu đăng tải thông tin đang bị ung thư máu và con gái 19 tháng tuổi bị bỏng nặng phải điều trị tại bệnh viện. Trên Facebook, Hậu vẽ ra hoàn cảnh khá thương tâm rằng vợ đã mất cách đây 4 tháng, sau đó kêu gọi mọi người chuyển tiền giúp đỡ và chiếm đoạt tài sản.